Good evening, teacher. Good evening. Sau gửi bài thì nhớ nhắn cho một cái thầy một cái tin là em gửi bài hay như nào nhé. Không phải gửi cho thầy mỗi cái ảnh không? Nhắc thì lại bảo thầy lắm mồm thế nọ thế kia, không nhắc thì cứ như kiểu không biết, thứ không đứa nào nó tôn trọng thầy. Nhắn một cái tin là em gửi bài cũng được, không phải thầy ơi hay thầy nọ thầy kia làm gì, em gửi bài cũng được. Các cô ở trung tâm người ta nhìn thấy à, người ta còn biết là học sinh nó cũng tôn trọng thầy. Và mẹ có vấn đề gì nào? Được rồi ạ. Ok, quên mất. Để check qua một chút về phần bài tập về nhà. Thì cơ bản có được một vài ý chính. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu individual practical important about money, more important prestige, less influence on children. Okay, còn một cái conclusion chưa có. Được chưa? Thiếu mất một cái là conclusion. Conclusion ở đây là these features are believed to be part of the American character. Chúng ta đang thiếu đây mất một cái conclusion. Về cơ bản những cái bên trên. Ok, no problem. Lần sau thay đổi cách viết chữ R đi nhá. Nhìn nó có giống chữ L không? Chữ S cũng thế. Thay đổi cách viết chữ khi viết tiếng Anh nhá. Đặc biệt là chữ L viết hoa nhá. Và câu số 4 ấy, less influence. Thầy viết như bình thường như này cho thầy. Ok. Some problem for your writing. Any question for this? No. No? You understand it? Yes. Really? How about this characteristic three? Là cái nghĩa của đấy à? What is it talk about? What is it talk about? Characteristic. Quan trọng về tiền. Người ta đề cao cái sự gì? Sự quan trọng của money, right? Tiền. Money is more important than prestige to them. What does it mean? Well, what the writer wants to say? Đối với họ, tiền quan trọng hơn. Prestige, what does it mean? Chữ tín. And the evidence. Hello. Evidence. Characteristic four. Check.
ít ảnh hưởng đến trẻ em. What is the evidence? Trẻ em có thể chọn Punish. bất đời ngay cả khi cha mẹ chúng ngăn cản. Right now, today we will continue with about this culture. So now, about reading skill, they read the two states about the American and the Vietnamese ideas of success and answer the questions. Okay, this is the ideas of the success in America and Vietnam. Answer three questions here, okay? You understand? Yes. No? Then read and answer three questions. Any new words?
Để nhanh nào. All right, now let's check. All right, what is the American's idea of success? The American idea of the American idea of success had not changed. Has not changed most over the much over the several centuries of its existence. For American, success means providing their family with a decent standard of living, and ending their career in a higher and more prosperous position than when they began it. Success is also the result of hard working and self-reliance, not this who can be considered a successful person in Vietnam. To a Vietnamese, a successful person is someone with high standard
and is supported by all people involved in his job. For Vietnamese, success goes along with a high status job with good income and respect at work. No, not this. What are the similarities or differences between the ideas of success in two cultures? The Americans and Vietnamese associate success with earning a lot of money. Successful in both cultures are expected to have high position in their career. The Americans rally more on themselves, while the Vietnamese pay more respect from the other. Now, pronunciation. So, looking back, let's listen to the sentences and put the mark before the start syllable in the words below. Unit 7. Page 24. Looking back. Listen to some sentences and put the mark before the stressed syllables in the words below. 1. Thanks to globalization, we can export more products to other countries. 2. There was a big protest against the war. 3. There is a big contrast between the two cultures. 4. Nowadays, Vietnam doesn't import many oil products from other countries. 5. People don't object to cross-cultural marriages any longer. This is the end of the recording. I want to listen. Okay. Now listen again. Unit 7. Page 24. Looking back. Listen to some sentences and put the mark before the stressed syllables in the words below. 1. Thanks to globalization, we can export more products to other countries. 2. There was a big protest against the war. 3. There is a big contrast between the two cultures. 4. Nowadays, Vietnam doesn't import many oil products from other countries. 5. People don't object to cross-cultural marriages any longer. Great, this is the end of the recording. Now let's put the mark before the start syllable.
You finish? Yes. One, this is a sport, right? Trong trường hợp này nó là danh từ hay là động từ hay là tính từ nhỉ? Tính từ và danh từ. Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ mấy? Hai. Động từ. Thứ nhất. Oh, sure. Chắc chưa? Nhớ lại kỹ chưa? Thứ hai. Now, once again. Once again, một lần cuối. Động từ âm tiết thứ hai. Động từ sẽ được đánh vào. Còn danh từ và tính từ âm tiết thứ. Now, export đây là loại từ nào? Export. Động từ. Protest. Danh từ. Contrast. Danh từ. Import. Import. Danh từ. Object. Tính từ. Now, vocabulary that completes the following sentences with words or phrases about the body, okay? Use your own words about body. Understand? Yes. Ah, let's do it.
Cái này là cái từ mỹ từ này. Just use your own words about the body. Thì nãy giờ vẫn chưa hiểu cách làm. Nó ngồi không thôi. Thầy đã nói là use your own word. Là sử dụng cái từ của mình nhé. About the body. Cái này chắc không phải giải thích nữa rồi. Words or phrase, ok, từ hoặc là cụm từ.
Nhanh nào, nhanh nào. Cái từ số 4 ấy là cái từ đấy mà rất rất hay đi cùng với nhau với từ wedding. Bắt đầu bằng chữ C.
Time's up, nhanh nào, 15 phút rồi. Two minutes left. Yes. About number four. I don't know. Thầy gợi ý rồi vẫn không biết. I suggest, but you don't know. No, one day he met his wife Rose, not Bright. Bright là cô dâu. Còn wife là người vợ. They decided to get married. Marry ở đây là hành động đã xảy ra, đã cưới, trong quá khứ get married, thêm đi vào cuối. So that their daughter was engaged, and the church was booked for the wedding reception. And the young couple planned to spend their honeymoon one day of the wedding. When guests arrived at the church, the bridegroom was waiting there with his eldest brother, who was his best man, not wife. Nói người ta nói là gì? Chú rể thì đợi đây cùng với lại cái người anh trai lớn tuổi nhất thì phải là best man chứ, phù rể chứ, tại sao lại là wife được? Và ngay bên đằng sau nghe này, chúng ta đọc này. Why was Rose so late? Rose ở đây là vợ của anh ấy mà, thì tự nhiên làm sao mà nếu như mà đợi đây rồi thì sao còn muộn được nữa. But the bride, not bride miss, with her bride miss. Ở đây mới là bride miss. Cô dâu thì đợi phù dâu đến. Any question for this? Any new words? No. All right, we stop here today. So next lesson, we will continue with unit 7. Right, goodbye. Goodbye.